Dạ vâng, như chúng ta đã biết thì bao đời nay trong lịch sử hình thành và phát triển của con người thì hát dân ca là một đại bộ phận quan trọng của văn hóa dân gian. Đó là văn hóa diễn sướng, văn hóa văn nghệ do quần chúng nhân dân lao động sáng tạo ra, tự diễn sướng để phục vụ đời sống tinh thần của mình. Và đối với người Mường cũng vậy, dân tộc Mường sẽ có hát dân ca Mường tùy thuộc vào các chủ đề, các mục đích và các hoàn cảnh khác nhau. Thì hát dân ca Mường sẽ bao gồm hát đúng, hát thường rằng, bộ mẹn, hát giao duyên, sẽ được thể hiện ở trong các ngày như đám cưới, lễ Tết, lễ hội hoặc thậm chí cả trong cuộc sống hàng ngày của họ. Và để tìm hiểu rõ hơn về hát dân ca Mường thì ngay sau đây xin mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Con chào bà, con chào các bà ạ. Vâng, bà chào cháu nha. Dạ. Bà ơi, vừa lúc nãy cháu đứng ở dưới thì nghe các ông các bà hát đối đáp rất là khéo léo và rất là linh hoạt. Thì không biết là hôm nay nhà mình có lễ gì hả bà? Hôm nay nhà mình có lễ đóng hội hát Mường, câu lạc bộ hát Mường. Con má sức khỏe rồi, giàu chưa lựa không con họ hát Mường cho hay lại còn hay dạ con để hà để ôn lại chuyện Mường trả chuyện con nồi đỡ nhường cho cả con rải con ha. Như vậy có thể nói ngày hôm nay đối với mình vừa là một trải nghiệm đầy thú vị và cũng là một dịp để mình có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và những kiến thức mới về hát dân ca Mường. Mình đã biết thêm một số thể loại, cách sáng tạo lời bài hát và cách ngắt nhịp làm sao cho đúng. Điều mình cảm thấy vui nhất đó chính là bà đã dạy được mình một số lời bài hát rất là đặc sắc mà mình có thể nói là mình không có năng khiếu lắm nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui. Mình cảm thấy vui và tự hào.